Mến chào các em. Hôm nay thì trước khi vào bài mới thì thầy sẽ có một vài câu hỏi đối với chúng ta và chúng ta suy nghĩ chúng ta trả lời ha. Thứ nhất chúng ta thử chúng ta trả lời cái lịch là gì. Chúng ta thấy cái lịch rất là quen thuộc đối với các em đúng không? Dường như là mỗi nhà đều có một cái tờ lịch để treo trong nhà. Thì chúng ta sẽ trả lời thử coi lịch là gì. Câu hỏi thứ hai mà thầy muốn đặt ra cho các em đó là lịch nó có nguồn gốc như thế nào. Thứ ba đó là có những loại lịch nào. Và cuối cùng câu hỏi thứ tư thầy muốn hỏi các em đó là em có thể kể tên một vài hình thức của lịch hiện nay mà em biết. Đó là bốn câu hỏi đặt ra trước khi vào bài hôm nay. Chúng ta thử suy nghĩ nhanh. Như vậy thì thầy cũng có một cái những cái giải thích về cái bốn cái câu hỏi này, thì chúng ta trả lời coi, chúng ta xem phần trả lời chúng ta có đúng được phần nào ở trong cái phần mà thầy giải thích sau đây nhé. Thank you.
ta sẽ mới vừa xem xong những cái phần trả lời thì có bạn nào trả lời đúng không nào? Nếu chúng ta thấy chúng ta trả lời chưa có đúng hết những câu hỏi thì chúng ta có thể xem những cái nội dung rất là thú vị mà thầy mới vừa chia sẻ cho chúng ta nha. Và chúng ta các em có biết không, những cái công nghệ thông tin chúng ta hiện nay rất là phát triển. À, trong thời đại 4.0 này khi có internet chúng ta thấy công nghệ thông tin rất là phát triển. Và trong cái thời đại như thế này thì chúng ta thấy cái lịch cũng đã được tích hợp vào những cái thiết bị di động của chúng ta. Ví dụ như chúng ta thấy trên laptop cũng tích hợp cái lịch vào ở trong cái để cho công việc của chúng ta làm việc thuận lợi và dễ dàng hơn thì chúng ta tích hợp lịch vào trong cái màn hình laptop như máy tính của chúng ta, hay là kể cả máy tính bảng hoặc trên điện thoại của các em. Và có nhiều cái ứng dụng và cái những cái phần mềm rất là đẹp về cái phần lịch này, mẫu mã kiểu dáng rất là nhiều và phong phú đa dạng. Chúng ta thấy đó. Như vậy là nó quá tiện lợi cho nó, cái nhu cầu mà để mua lịch về nhà để treo lên đó, chúng ta thấy ngày càng nó ít đi. Và thị trường lịch hiện nay chúng ta thấy là nó không còn nhiều người để người ta đi mua lịch về nữa, chỉ có đem tặng cho nhau những cái cơ quan nhà nước đem tặng cho nhau là chủ yếu. Như vậy là chúng ta thấy, để trở lại những cái phần mà hình thức của lịch hiện nay, một là lịch để bàn nè. Để bàn là cái hình thức là cái lịch mà chúng ta để bàn làm việc, cái mỗi cái người mà có cái bàn làm việc chúng ta hay để cái lịch để bàn như thế, hoặc là cái bàn học của các em có thể để cái bàn lịch này rất là gọn gàng ha. Thứ hai đó là lịch sổ tay, nó là một dạng sổ tay mà nó tích hợp lịch trong đó, tùy theo cái nhà thiết kế nó thiết kế nó có từng tháng từng ngày hoặc là từng năm trong đó nha. Chúng ta đánh dấu vào những cái ngày tháng mà mình ta cần chú ý, ngày nào người ta làm việc thì đó ta đánh dấu đó, đó là gọi là lịch sổ tay. Nó giống gần giống như lịch bỏ túi, giống dạng nha. Lịch treo tường, lịch treo tường thì có rất là nhiều dạng mà một lát nữa mình sẽ tìm hiểu cái bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cái lịch treo tường đó. Lịch vạn niên hay là lịch vạn niên nó giống như là một cái dạng cuốn sách, trong đó chủ yếu là người ta sử dụng cái lịch là âm lịch nha. Và người ta sẽ làm lịch vạn niên là rất rất là nhiều năm trong đó. Thì mình chỉ với hôm nay mình chỉ chủ yếu là mình nghiên cứu về lịch treo tường thôi. Chúng ta vào cái bài hôm nay đó là trang trí bìa lịch treo tường. Như vậy lịch treo tường nó cũng có rất là nhiều dạng. Ví dụ như trên màn hình các em đang xem đó là cái dạng lịch block BLOGK đó, đọc theo cái cái tiếng Việt nữa, lịch block à. Như vậy lịch block là cái dạng lịch, nó có một cái block lịch nó ghi những cái ngày tháng đó và mỗi tờ lịch đó là một ngày. Thường là chúng ta sử dụng ở đây có ngày âm và ngày dương lịch ở trên, nó số nó to quy định chung quốc tế, còn ngày âm lịch ở dưới là cho người Việt Nam, ví dụ như Tết Nguyên Đán này hay là những ngày giỗ tổ Hùng Vương rồi đó vân vân, thì có sử dụng cái phần âm lịch ở dưới. Thì các em thấy hai cái tờ lịch này cũng trang trí khác nhau ha, cái kiểu mẫu mã cũng khác nhau. Đó là cái phần lịch block, cũng là 12 tháng tất đủ tất cả các ngày, nhưng cái tờ lịch các em đang xem đó nó dàn ra hết một tờ một đó, tất cả cái tờ lịch chúng ta dàn ra hết 12 tháng. Vậy là người ta có lịch thì người ta chỉ một tháng một tờ, gọi là vậy là 12 tháng là 12 tờ, nghĩa là người ta gọi là lịch lịch 12 tờ. Hồi nãy là lịch một tờ nha, đây hoặc là 2 tháng vào một một tờ, như vậy có lịch 6 tờ. Như vậy là nhiều cái loại này là do cái người mà người ta làm ra lịch này thôi, nó làm nhiều dạng để cho cái nhu cầu cần thiết của
người mua, rồi có sự đa dạng để chúng ta lựa nhiều sự lựa chọn thôi. Như vậy là lịch nào cũng vậy, nó sẽ có những cái phần thiết yếu ở trong cái tờ lịch. Hôm nay mình chỉ nghiên cứu về cái phần lịch block thôi. Đó, và chúng ta sẽ thực hành cái phần lịch block này luôn. Thì các em thấy trên màn hình đó, lịch không nói, nói riêng về cái lịch block không, mà tất cả các lịch giao thường chúng ta đều có hai phần. Phần thứ nhất là phần chữ số. Chúng ta thấy chữ và số đó là gì? Phần ghi ngày tháng nè, hay là những câu chúc mừng, câu đối, vân vân. Ví dụ như những cái công ty mà người ta muốn tặng lịch cho người tiêu tiêu dùng chẳng hạn, thì người ta có, người ta để thêm gì nữa, phần quảng cáo người ta trong đó, công ty gì gì đó, vân vân, thì đó cũng là phần chữ và số. Phần thứ hai đó là không thể thiếu, là để là tôn cái vẻ đẹp của tờ lịch lên, đó phần là hình ảnh. Hình ảnh thì cũng rất là đa dạng, các em có thể là trang trí phong cảnh vào trong tờ lịch, thấy cảnh đẹp của quê hương đất nước, của thế giới để vân vân. Hoặc là người ta chọn đề tài là hoa lá, trái cây, bánh mứt, con người, con vật, vân vân. Và các em để ý là khi phần màu sắc đó, thì chúng ta thấy tờ lịch nó gần như là đầu năm, à, chuẩn bị bước sang năm tiếp theo thì người ta mới bắt đầu là đi mua lịch. Thì cái không trong cái không khí đầu năm đó thì chúng ta thấy rất là nhộn nhịp, vui tươi. Do đó khi mà sử dụng màu sắc, chúng ta để ý những cái màu tông màu nóng, và đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta rất là chuộng màu đỏ để mà đầu năm mà may mắn, ta sử dụng những cái gam màu rực rỡ như thế ha. Đó. Như vậy là khi mà mình vẽ, chúng ta thấy cái bố cục của cái tờ lịch, cái phần block lịch chúng ta thấy là nằm ở 1/3 phía dưới, có nghĩa là tờ lịch khi mình ta chia ra làm 3 phần, cái phần block lịch nó không có quá lớn, nó chiếm 1/3 phía dưới, để cho cái tờ lịch nó đẹp hơn, thì cái thường block lịch là để phía dưới. Và cái chúng ta thấy cái block lịch này nó sẽ không có sát với cạnh dưới của tờ lịch, và nó sẽ hở lên một phần. Đó, như vậy khi mình thiết kế block lịch thì mình sẽ để ý với đó. Còn xung quanh là những cái chữ, mình sẽ chọn những kiểu chữ trang trí này mình đã học ở, rồi là bài 13 đó, là chữ trang trí mình học rồi. Chúng ta vẽ chữ, chúng ta để ý chữ làm sao chúng ta dễ đọc. Nha, có những bạn viết thư pháp mà nó chưa có rõ đó, chúng ta gây cho người ta khó đọc. Như vậy khi mình vẽ chữ vậy đó cho dễ đọc chút xíu. Ở đây chúng ta thấy bố cục cân đối hai bên, ở dưới là người ta trang trí trái cây, bên phải là thần tài với lại hai cái tiên đồng ngọc nữ. Đó, chúng ta tùy tùy theo chúng ta trang trí. Ở trên thì có những có một cái mấy cái thẻ đồng tiền vàng với liên quan đến cái chủ đề đó. Như vậy là để cho chúng ta hiểu rõ hơn, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta từng bước. Ví dụ đây là một cái tờ giấy A4, và thầy cái ý của thầy thì muốn với cái bước đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn cái nội dung, cái đề tài nào mình đưa vào. Đó, hoặc là cái ví dụ như thầy thấy có cái tờ báo thể thao, và thầy thấy trong này có một cái hình đội tuyển Việt Nam rất là đẹp, và thầy muốn đưa cái hình này vào trong cái bài trang trí cái bìa lịch của thầy. Như vậy thầy với ví dụ như cái mình trang trí là tờ giấy A4, thì cái tấm hình này nó cũng phải đủ ở trong cái tờ giấy A4, nó vừa phải trong đó. Thế chúng ta nếu mình nó quá trời nhỏ, hoặc là nó quá trời lớn hơn cái tờ giấy A4, thì chúng ta không thể nào chúng ta đưa vào, chúng ta trang trí cái tờ lịch chúng ta được, tại nó quá kích cỡ. Như vậy là khi chúng ta lựa chọn đó, chúng ta phải lựa chọn cái những hình ảnh nào mà nó phù hợp đủ kích cỡ ở trong cái tờ giấy A4 để mình trang trí là đẹp. Ngoài ra thì sẽ có thêm những cái quả banh hay là những chiếc cúp. Việt Nam mình vừa mới vô địch AFF Cup đó, chúng ta cũng biết rồi đó. Như vậy thầy sẽ đưa những cái hình ảnh nó vào trong cái tờ lịch đó, thì cái ý tưởng của thầy như thế.
Như vậy thì thầy sẽ trang trí như thế nào đây? Đầu tiên chúng em phải chia cái tờ giấy này ra là 3 phần bằng nhau. Để làm chi? Để mình giới hạn cái block lịch ở dưới 1 phần 3 phía dưới. Được chưa? Và nhớ khi mà kẻ thì bên trái mình đo bao nhiêu thì bên phải mình phải đo bao nhiêu, sau đó mới kẻ qua. Thầy thấy nhiều bạn chỉ đo ở bên phía trái xong sau đó nhắm kẻ qua, như vậy mình có cái thước để mình đo so sánh, mình đo mình kẻ qua cho nó bằng, có một bên thôi mình kẻ sẽ nó không có đều nhau, nhớ vô đó. Rồi mình muốn vẽ cái block lịch cho nó phù hợp thì mình sẽ kẻ thêm một đường ở dưới nữa đó, để cho nó đừng có chạm cái cạnh dưới của tờ lịch. Rồi sau đó thì để đo vẽ thêm cái phần ở dưới tạo thành một block lịch, nhớ vẽ viết chì và vẽ nhạt thôi, đừng vẽ đậm, tại nữa mấy cái này mình sẽ xóa đi hết rồi. Vậy là block lịch nó có dạng hình chữ nhật đứng, chúng ta sẽ đo làm sao chúng ta hai bên chúng ta đo rồi cho nó cân đối. Tiếp theo thầy muốn cái hình này, cái hình mà đồ tiếng Việt Nam á là điểm chính, thầy lấy cái hình đó thầy để vào thầy đo, nó sẽ tạo thành cái khung đó, cái hình nó nằm trong đó. Tiếp theo thầy sẽ muốn cái số 2020, có nghĩa là năm 2020 hôm nay đó, ở trên phía trên thì thầy kẻ thêm một hàng ở trên nữa, và thầy giới hạn đó à, trong cái khung đó thì số nó 2020 nó sẽ nằm trong đó. Tương tự như thế thầy muốn cái chữ chúc mừng năm mới nằm ở phần ở giữa tờ lịch, và chữ chúc mừng năm mới này cái mẫu chữ thì nó sẽ chữ in nghiêng và chữ cái đầu của mỗi chữ chúc mừng năm mới thầy sẽ viết hoa, còn những chữ còn lại thì sử dụng chữ kiểu in hoa nét thường, in thường thôi. Còn cái phần lốt lịch thì thầy yêu cầu chúng ta chỉ đơn giản ở trên là phần tháng, ở dưới là phần ngày, số to là đó, chia làm hai phần như thế. Rồi trở lại thầy muốn vẽ số 2020 cho nó cân đối thì thầy sẽ kẻ ra giới hạn nó, chiều cao của nó, chứ đừng có vẽ đại vô, vẽ đại vô nó sẽ xéo. Sau đó thầy mới phác thảo cái số nó vào, và phác thảo nó rỗng như thế để khi mình tô màu đó mình tô màu vào được. Nhiều bạn vẽ cái nét không rồi nó còn cái đường viết chì, khi mình vẽ chồng lên cái đường viết chì đó thì nó sẽ không có ra được cái màu theo ý muốn của mình. Tương tự như thế chị chúc mừng năm mới cũng vậy, thì canh ngay khoảng giữa, hoặc là chữ tháng mình kẻ giới hạn đó, mình vẽ chữ tháng vô. Ngày cũng vậy, muốn cho nó chính xác thì chúng ta kẻ giới hạn chiều cao nó trước rồi xong giới hạn chiều ngang. Thầy muốn các em chỗ này các em để ngày mấy tháng mấy cũng được hết nha, trong năm các em có thể để ngày nào cũng được, các em có thể để ngày sinh nhật của các em cũng được. Ở đây thầy muốn để ngày 9 tháng 1. Các em có biết ngày gì không? Chúng ta tìm hiểu nữa cho ha, cái ngày 9 tháng 1 là ngày gì? Đó là ngày sinh viên Việt Nam. Đó là ngày của các em đó. Như vậy thầy các em muốn tìm hiểu cái ngày này nữa thì các em lên mạng tìm hiểu nha. Tiếp theo thầy sẽ kẻ cái chữ chúc mừng năm mới ở giữa, đó là khác như thế. Vậy là đến bước này chúng ta sẽ coi như đó cũng hoàn thành đó, tại vì những cái hình kia thầy sẽ dán vô chứ thầy không có vẽ nữa. Ví dụ như hình hình chính là đội tuyển Việt Nam nè, hình phụ là ở hai bên cái block lịch, là thầy sẽ tìm cái hình là trái banh, à, trái banh dán vô đó, hoặc là chiếc cúp dán vô. Nhưng mà chúng ta trước khi chúng ta là thực hiện những cái việc đó thì chúng ta sẽ xóa bỏ những cái phần thừa đi, được chưa? Rồi thì cái việc cuối cùng chúng ta thì cái phần nào mà mình vẽ thì mình tô màu vô,
Còn mình dán thì mình dán bằng keo hồ dán đó, như thế thôi nó sẽ thấy ra một cái tờ lịch rất là đơn giản đúng không, nhìn nó cũng rất ấn tượng. Do đó khi chúng ta chọn đề tài mà để trang trí, chúng ta cần đề tài tự do, chất liệu thì tự chọn, và cái bài tập của chúng ta đó là trang trí bề lịch treo tường trên khổ giấy A4, và thời gian đó là 1 tuần. Khi này đến tiếp tiếp sau đó thầy sẽ kiểm tra, chúng ta có thể chụp hình rồi gửi thầy để xem, hoặc là đem trực tiếp cho thầy xem, thầy nhận xét và đánh giá. Nội dung bài chỉ có bấy nhiêu thôi, còn chúng em chuẩn bị cho tiết học sau thì ở trên màn hình các em thấy, thì các em có biết đó là gì không? Chúng ta cũng thấy nó vừa quen vừa lạ đúng không? Đây là một tờ báo tường. Như vậy là chúng ta thấy báo tường là gì? Và báo tường nó gồm có những cái phần nào trong đó? Và tại sao người ta lại làm báo tường? Thì rất là nhiều câu hỏi liên quan tới cái bài này sẽ được giải quyết ở tiết sau. Vừa về nhà chúng ta chuẩn bị cái bài 28. Đó là trang trí đầu báo tường. Như vậy thì cái đầu báo tường nó có cái yếu tố gì quan trọng mà mình phải trang trí đó? Và trong cái đầu báo tường thì nó có những cái phần nhỏ nào trong đó cần thiết, nó không thể thiếu được ở trong cái đầu báo tường thì chúng ta về nhà chúng ta xem trước bài ha. Dụng cụ học tập để cho cái bài này thì là giấy vẽ, viết chì, gom thước, keo dán vân vân, cơm ba màu vẽ, giấy vẽ, ta nghe nha. Thì bài học hôm nay đến đây là tạm dừng. Thì thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau, và thầy chúc các em học tập tốt và luôn luôn năng động, luôn luôn sáng tạo nhé. Nếu các em có thắc mắc thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với thầy, hoặc là gửi mail cho thầy, hay là chúng ta lên vào cái trang YouTube của thầy, đó là Music and Art, thầy có ghi trên màn hình đó. Thì các em xem bài học hôm nay, và cũng có những cái video clip hướng dẫn các cái cách vẽ những cái bài khác. Rồi, hẹn gặp lại các em.